keo đi. Không á. Đã chỉ lấy con keo hả? Chỉ lấy con keo. À, báo phân. Xúc phân chẳng có rồi, trở về. Cây này gần lên rồi nha anh em, nhúc nhích rồi nè. Mà khỏi trồng đấy, nó còn thêm rồi đúng rồi. Trời đi. Cái người này đi dành cho cái kia. Phi luôn hả? Quay phi luôn, đăng lên YouTube luôn mà. Hai cây này khá đẹp. Này cũng cắt cái đoạn, cứ để đoạn. Cắt luôn. Đều luôn. Cắt hai cây cho nó đều rồi. Hay là xứng quá ha. Gặp cái đó như hồi trước bác ông có cắt ngang cái đọt, vớt cái đọt này đó dấu cũ á. Kia cái gì kìa. Có lớn quá không? Trời ơi. Là không lớn đâu. À, không lớn đâu chứ ơi. Thì được ha, vậy được. Nhưng mà hôm mình không sao đâu. Để chưa chưa từ từ đừng có nóng. Giờ bó băng keo đi, nó mất điện rồi, nó băng keo nè. Đất đừng còn mềm quá. Cái này nó con mà con rồi. Cái bầu con bướng cây này mà con hai anh em xuống ngồi xung quanh được, con bướng rộng vậy đó. Mở miệng ra rộng. Mở xuống với luôn á, xuống với ngồi quấn luôn á. Ở đây cái này là đất thịt hả chú? Ừ. Đất này ngon. Đất không hả? Còn cái dính lọc con trên đất cát luôn. Ồ, cát. Cát khó bướng. Cát qua trồng xuống. Đâu có chất gì đâu. Không dám đâu, trong cát anh thấy mai của Bình Định ngoài đó, cát không tốt ghê. Bây giờ mình trồng mình phải pha cát vô đó. Mà sao thấy mấy anh em coi Bình Định trồng mai mà trồng cát không, cái chậu đó sao khiêng nổi tại kia. Nước mỗi lần khiêng cái chậu nhỏ nhỏ cỡ mét là phải 4-5 người khiêng mới nổi. Anh em coi có chú ý không? Còn mình đây là trồng đó được. Cũng là ai quay trồng làm cái clip mà mai của Bình Định đó. Nó mà đưa con mình không có chơi lắm. Dạ. Trồng nó cái cây nó sượng sượng sao không à. Đưa giấy. Bây giờ tiến hành là quấn keo ha, quấn keo cái bầu này lại. Thở máy cho nó cứng nè, mới đi mua. Cái này là thế mình có bầu luôn á. Cái mạnh lên hết kêu. Mở bầu đó. Chiêu cho đưa xuống đây luôn đi. Để hỏi ảnh coi, anh nói anh có ai chở, có ai chở giùm ảnh nè. Có người chở giùm nè. Để hỏi cái ảnh có người chở giùm vậy để coi hỏi coi. Có người chở giùm hả? Có người chở giùm hả? Có rồi ơi. Vậy kêu đi. Hỏi kỹ rồi cái coi. Hỏi chở giùm nha, hứa có chở chưa. Mình đang chở vô đi. Đứng khá đẹp nha, giống như mình bữa thôi. Bữa mình cũng làm cái màu tròn lẫm vậy nè. Ở đây ta bứng là nguyên khi không bỏ vậy là 5-10 ngày cũng không sao nữa. Cái tứ quý nó mạnh lắm. Cái tứ quý. Mà hôm nay già nát chứ không phải tứ quý. Hôm nay già. Được rồi. Hôm nay thằng kia chứ. Cái chắc rồi. Có bứng nào cái nó không quấn gì hết cứ nhổ luôn. Còn cái cây nãy nữa. Cho nó chụp đây là ba rồi, nói chuyện với người ta nhưng mà mình thấy rồi mấy bữa đó về nắng nóng rồi em chứ chứ lạnh nữa. Nó làm khéo rồi. Hết cuồng ha, ngày thêm cuồng đó. Còn cái mai ở đây người ta bứng á. Muốn xà, muốn xà cái ông ấy đâu dám xà cái bữa đây nè. Rồi đưa cái xà beng đây. Hả? Xà beng á. Lấy giá xà beng. Beng á. Beng, beng ông đâu vậy? Dạ. Giá cũng được. Ừ. Xà beng này đâu rồi? Xà beng này nè. Quấn cái bầu khá đẹp nha. Bầu này chắc 60 ha. Chuyên luôn mà. Cỡ chậu 6 á. Mà chỉnh đích luôn á. 70 luôn. 70 hả? Này về anh trồng chậu 1 mét mà. Về giờ sở đất ra bớt. Sở đất bớt cho nó lòi ra một khúc dễ về rồi mình mới để vô chậu. Anh biết mà anh cũng làm cây đạt lắm á. Anh làm cây cũng đạt lắm á. Bữa hôm Tết làm cây ok lắm á.
đưa cây bông nhất xương luôn á. Sẽ đưa về ghép, biết ghép rồi đâu phải dặn tầm đường nữa. Được nghe cái dân cho mai. Không, ảnh là ảnh là ở phòng. Tài Nguyên hả? Huyện. Tài Nguyên hay đâu? Tài Nguyên. Nguyên đó anh Nhân là không biết liền cái gì. Nhân là tổ trưởng ảnh ngồi sau lưng anh Nhân á. Đây cũng đệ của anh Nhân không? Ảnh đại ca anh Nhân. Anh Nhân ngồi trước, anh ngồi sau á. Nhân ngồi trước đâu dám ho đâu, ho sao dứt cái liền. Thôi rồi. Nhưng mà chơi tại vậy mà tại ông cắt. Vậy ông mô đâu mấy ông ơi. Là đẹp như sao không? Dạ. Mình lôi cái để về đẹp mà để về cắt ra về ngó mấy quạo nè thấy không? Đây cây này con tàn xong hết rồi. Đó đi để cái này đi, nó xong rồi dính luôn sao. Để xe chưa? Gần đây chắc là phải cỡ này nè. Rồi lỡ rồi xả vô mỏng bên đây như vậy luôn được rồi. Cây này con. Chú khó xả con bên đây để con luôn. Con cây này luôn ha. Cây này con xong rồi nè. Xả vậy chứ mình bứng không có sức. Đẹp không? Anh em mà con gì là coi như là đúng quy trình nha, chứ còn hôm bữa là mình chơi nguyên cây luôn á. Bữa anh chơi là nguyên cây luôn chứ không có để ấy. Tu xả tàn là 120 cây tới 10 giờ á. Mấy vàng á. Lúc đó xong rồi lúc Tết mà ngủ chung cái nóng lạnh thiệt chứ. Tiền vô nhưng rồi hả chú? Ở đây hả? 120 cây giờ bắt đầu lỡ mới khiêng lên xe. Mần sao lúc đó mần không biết mệt, mần ghê thật chứ. Tết phải mời ngủ chung. Tết thì tiền về ai cũng sung. Tối luôn mấy ông lại vô mai tới tối luôn. Giờ nói em thiện bứng mai nó nhăn em thiện bứng mai cặp mai tao rồi. À, cái mai bự hả là mấy ông bứng hả? Cái mai bự nhộng á. Mà nhân bứng hả? Cũng có. Nhân nhân ở bên Tân Nhật. Ừ, cái gầu bà ta lại. Cái sao đó quánh? Là cầu quánh cũng lưng ngang chứ. Lưng ngang. Cầu sao quánh. À, cái ca rạch bà Miêu. Đúng rồi. Dạ mấy chồng. Rồi nhóm góc này luôn đi. Tôi là cây cỡ này tôi cắm hết để về tay. Dựng lát mấy bao phải để vô. Nhánh cỡ này tôi cắm cắt cốc hết. Tại giờ cái tay cũng hơi hết. Cái kéo bén dữ rồi ta. 8 sĩ mà. Cái kim này đi. Ta, kim này của Nhật mới mua 800. Rồi. Cho em gái làm cho con ướt. À. Tính này. Sao có cá trà đá cho ngon coi. Thích bứng xong về luôn khỏi uống luôn. Phương. Bứng xong về luôn khỏi uống. Cái nào lớn quá nhà mấy anh chắc cưa giùm chứ để bứng sọt mạnh quá nó vô gốc động gốc không. Có về á, về không? Về đầu mình banh ra. Về á tới chỗ rồi. Bấm vậy là hết rồi. Hả? Rồi ông xả cái này ra rồi ông lấy đất vô nè. Đang bứng nè, là cái rễ nó bự quá mình sọt mạnh cái xà beng nó chấn vô trong nó động vô trong gốc á. Dễ nào không sao nữa người ta đâu kìa chứ dễ nhỏ rồi. Về là chấn là hết. Cái cưa này cũng bán hơi lục ha. À, không nữa, cái lưỡi nó hơi thưa, tại cưa lớn này phải cưa thân bự hơn thế. Mua cái cây mà khoảng 190-200 á, cái đó mới bén. Cưa răng nhỏ nữa, cả, mà nó hơi đẹp luôn. Cưa cán gỗ phải không? Cán gỗ có, cán mũ có nữa. Năm sáu cái rồi. Con mà lục lục là con quăng mua cưa mới xài cho nó ngọt ngào. Tại hổm xuống mua được cưa Nhật không có rồi, nó bán lưỡi này cũng được. Cái bác bà Trẩn á, có như con 190 à. Loại 1 á. Loại 2 90 sờ giỏ ẹt ha. Xài xong quăng luôn. Con cây đúng không? Cái mai tứ quý này cái giờ mình tưới trước thân nó khoảng tiếng hồi mình xịt cái máy rửa xe xịt văng luôn chú. Cái thân nó bị rong riêu á. Mấy đứa xe xịt văng không? Văng trời. Sợ mai vàng thì được rồi, còn mai tứ quý không biết văng nổi không có văng chứ. Tôi lấy tay tôi cũng thấy không. Cũng sạch cũng. Cũng lấy mấy cước cái mình chài thành bóng vậy. Đâu phải là móc rong riêu gì đâu. Xịt trơn cái cây đó tại cái vỏ nó nóng luôn. Còn muốn trắng là lấy nước sôi tắm trắng sao phao à. Mới giữ xe mới được. Vừa thôi. Mai này đâu có dạng móc heo đâu. Tại cái dạng nó tư quý nó là vậy nè. Chốc thì trong dây hàng xe này mình xịt quá nó bị tổn thương. Nắng hả? Giờ này bứng là quá nắng luôn. Cắt ổng cái này cũng chảy rồi vậy. 12 giờ. Đây. Cắt cái dãy này bự quá. Vậy về mấy đại ca thấy giờ nói nhiều hả? Nói 20 là cặp cây 10 chai là mấy ông có rồi
thì tôi bán cho ta kia cái cây đằng kia là có 12 triệu thôi. Về chở người ta trả, về Gò Vấp người ta trả 25 triệu. Cái đó kinh doanh chứ còn là mua vàng chân mà đâu có chuyên cho kinh doanh mai hay cây cối gì đâu. Em tôi bán nó hơi nhích thằng này chút thôi mà cái gốc nó quỳ là 50 triệu một cây. Một cây á, một cặp 100. Nó cũng tùy cái dân chơi với lại tùy vị trí nha, khu vực nữa. Mà về ông nọ sư phụ mày nè. Mà về ông làm sao mà chắc được. Thì tư đất gì đây. Cái đầu luôn đi. Cái điện hả? À, để lên đi rồi. Về là ông... Về á là cốt lưu bí. Cái đây cốt. Dạ. Rồi có động tha keo trong. Nhà con tới ba cái loại cưa. Để cũng thẳng hai chồng. Anh có mua cưa máy cho. Không. Có thấy mấy người họ cứ tỉa cây họ lấy cưa máy nha. Cưa điện cũng có nữa. Cái lưỡi mà giống như mình cưa gạch men á. Đi ngọt lắm nha, cái đó đưa cưa ngọt lắm á. Bây giờ cái máy mà nó vẫn nó nhiều chức năng á. Thay vô cưa ngon. Xúc đây còn nhiều đổi, xúc giá lần lá một chọt rồi mới ngơi sợ. Mấy người mà chơi kiển bỏ vợ bỏ con hết. Cái này mày kiển không à? Ban đêm khi mò mò ở ngoài đó không thèm vô. Bao nhiêu cũng đủ hết á. Gặp đây nó chạy đây vợ kêu về ăn cơm nói thôi giờ đi công chuyện rồi thôi ăn đi. Đừng có chơi mày tiểu quý chơi mày.